cha đắp lên tự do cuộc sống. Cầm vũ khí chỉ có niềm tin và sức mạnh chân lý. Mẹ đã đi vào các xóm làng trong rừng đốt nhà cướp bóc quê ta. Mẹ đã đứng lên đạp hết bất công, vũ khí mang theo là khối căm hận với tình yêu quê hương đất nước. Lệnh tiến công cả nước xuống đường, mẹ đã đi trong đám biểu tình cùng đứa con thơ. Mắt lũ tay sai cúi đầu khiếp sợ. Tôi đứa nào bắn chết quân ta.